Hơi quỳnh vàn đẹp bẩn bồn, từng song lắc quay tầm ập quà kê tầm tị lúc tiêu tầm cờ. Ăn xùm đã ập sạng quà bạc bạc, tầm đam ép ơ, kê ân lúc tiêu quyền ơ kê tùn trùm xa, tiêu khét tù sơ, nục ngốt nóc tiêu mô kê hào clay tù tầng. Đến kê ơ cất nắc bọt lan, mô hôn kê prắc chọc bray, mô prắc chất kêl tầm tầm xì bạc bạc. Khẩn rị, từ hạt đầu can tầm tiêu cực nằm thành trung can hữu cơ, hợp tác xã tiêu hữu cơ Bình Tiến, tài sản Nam Bình, tiêu khao chiêu oe, kiên sức nấp cực nằm, rất nóc tách khai đế, gốc đá rất nóc vết tầm tóc tách tờ tay. Trung can tầm hợp tác xã tiêu hữu cơ Bình Tiến, tầm bước nằm tầm thức nhiên hợp tác xã, tầm tư buông nằm, nô đoàn văn bông, lệ thành chấp chấp áp đậu đạ. Lời suy ức phúc phân hóa học một là tương tức si tùn trùng. Rất cơ mặt nè tương phúc hữu cơ, nhanh áp tục gia sinh học, cây rắc mây lục tiêu. Nụ bông coi, nụ rừng can tầm hợp tác xã tiêu hữu cơ Bình Tiến, áp phun đi khi hẹn tầm tì kỹ thuật tầm, rưu vật tiêu, hành tách tầm tóc tách tờ tay, mù kia tách trái. Ngăn lá tầm tiêu tình trường hữu cơ, uyên kiên sách ức, cực nóc tách lây, lờ bè chưa được kẹp rắc, cốp đá tầm tiêu, mù kia tình hữu cơ. Sau khi tham gia vào ấy, thì cái sản Kết phẩm của nọc mình lại là được bày hợp tác can xã lọ mê đình xùm, hình là bốn đích hướng dẫn về rừng kỹ thuật can, trồng, canh bước tác và can cũng như là âm khi bước áp thu bước gom bọn làn, mua đã bán bốn đích về cùng hợp tác rừng xã tầm hợp tác thành xã, rồi hình tươi cái hợp tác cái xã an sản tầm phẩm tây, mà có bê nguồn kỹ gốc thuật cũng tâm, như là hai mất mày. sản phẩm tập Đục trung hâm thì tay cho cũng được đưa ra cư thị tầm hợp trường tác xã, chìm không trầm còn từ kịp đơn lẻ tốc như ngày tạ, xưa nào mô hôm mỗi khi kia bùng tách phát tụ nữa tự dị, giá tụ cả tự kinh dị, tế cần đục là cả lại ô. nó phát triển cao hơn nhiều. Rất nắc đô Nguyễn Hải Tuấn, tại xã Đàm Bình, Quảng Tương Song, kế bé tạt tiêu tam tình trường hữu cơ. Ấm kỹ thuật tầm tiêu hữu cơ từ hợp tác xã ấm tóc càn tầm tì, nô lệ tươi con tam tầm bường. Lời tiên ức ế rất thực sự tùn trùng, màn tuồng phúc phân hữu cơ kênh trang bản sắc chân năm, hành tầm nền tù. Nô tuấn coi, nục bún đuôi tầm hợp tác xã tầm tiêu từ cấp lạc hữu cơ, tạch đạt nó khlành tầm xin chút bào rập bản prác tầm tù kỵ. Nành tiêu từ cấp lạc tiêu soy fresh, tạch đạt nó khlành pham chút bào rập bản prác tầm tù kỵ. Tầm nục nẹ nó tiêu bất tí, màn bào chút rập bản prác tầm tù kỵ. Tham gia Rất vào tầm cái tiêu hữu hợp tác cơ xã Bình hồ Tiến, tiêu cơ Bình anh Tiến ấy, hè tanh tròn vây thì can, được có mấy tàu một số quay là hạt nóc cái ưu tách điểm là bụng thứ khi nhất hôi, là đục phun cái đuôi giá rừng cả can tầm hợp tác đầu xã ra tầm thì tiêu cũng ổn định tươi cấp nếu mà lá mình tiêu là hữu cơ, đạt chuẩn hữu đạt cơ. nóc tách Còn nếu mà xin không chút đạt bào chuẩn rập hữu bần cơ prác thì ví tầm dụ thực mình kỵ, xuống hành tiêu một cái tươi cấp cấp hơn lá hữu cơ dry thì fresh, vẫn được đạt bán nóc cái tách giá pham chút nói chung cái bào rập giá bần prác tầm thực là kỵ, tầm nẻ cũng được cao nóc hơn cái giá tiêu thị bất trường tí bán ra màn bên bào chút rập ngoài bần prác tầm thực kỵ. thương lái. Đức chiên tầm đầm bờ bần chút bào, hợp tác xã tiêu hữu cơ Bình Tiến là hợp tác xã lều trồng lor tầm rất lập đắp bọn lan tầm tiêu tình trồng hữu cơ tầm xã âm dừa ấy họ sơ đầu kinh xích tầm tiêu tình trồng hữu cơ nẻ bún đuôi rừng can tầm hợp tác xã bàn bờ chút núi hạt lau bơ chút năm đức chiên tất ập ở hợp tác xã lệ kia prau chút bè bún đuôi đã luộc tiêu tị tu ri trang prau chút hectare năm bờ bần bờ chút ngoài play tiêu crack năm Bình Tiến bước hợp tác xã từ gò tức đôn cấp lá trầm từ ô cốp từ cấp về sau năm năm bờ bần chút bớt tất ập bờ ấp năm hợp tác xã lệ tách tận bòn rây chẳng tính tiêu hữu cơ nồng hè ưng lá tạ ơ tiêu là hợp tác xã về kia nó clay đom bòn chút tất pram chút gù rây chẳng gốc đá tiêu bà tì. Thì công ty Hợp cũng tác hỗ trợ xã cho Lệ hợp tác Bắc xã Hàn là Xum đa làm công cái ty xuất nhập khẩu Phúc Thịnh, tiêu rồi chuẩn công GA ty Atcal Canvalet hợp tác và xã tiêu tầm chuẩn tiêu hữu tình cơ. đường trạng Vì Soi trong hợp Fresh, tác xã nành thì có tinh 13 trường can hộ hữu đạt cơ, tiêu chuẩn tầm hữu hợp cơ. tác xã Đến bơ giao kia dịch hiện chút nay là vẹt 64 nặc rừng ngàn nhưng tăm mà tình trường thành can viên hữu cơ. đạt tiêu chuẩn hữu cơ thì họ bán 96 ngàn. Tạp vươn đầu can sơn tiêu bu hợp tác xã tầm tiêu hữu cơ Bình Tiến, top hào hào clay nó tiêu, gre chích chiên hành tầm tiêu, tình quyền tâm tuần tộc. Tình trong tâm rắc lắp can, kinh lết hành tóc tách, tâm tình trong hữu cơ. Tốt hào đầu kinh xích bỏ bọn làn, phụ nữ sơn can tầm hợp tác xã. Lát đầu bác huy kề bỏ bọn làn, áp hợp tác xã bạc bạc tạch cọt.